vâng thưa quý vị và các bạn trong những ngày này thì những diễn biến thời tiết đặc biệt là tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung luôn được cả nhân dân cả nước quan tâm và trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo mùa trong đó đề cập đến các loại hình thời tiết cực đoan có thể tác động đến nước ta từ nay đến cuối năm tháng cuối năm thì các tỉnh trung bộ và nam bộ có thể hứng chịu thêm một hai cơn bão miền trung được dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn theo cơ quan khí tượng thời kỳ la nina đặt đỉnh đã qua nhưng hiện tượng này vẫn duy trì đây là hiện tượng bề mặt nước biển lạnh đi một cách bất thường là yếu tố tác động mạnh mẽ khiến bão trên biển Đông xuất hiện dồn dập trong thời gian vừa qua. Từ nay đến cuối năm, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi, do đó biển Đông có thể xuất hiện thêm một hai cơn bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong 6 tuần còn lại của năm 2020 vùng ảnh hưởng tập trung của bão thời kỳ này vẫn nằm ở Trung Bộ và Nam Bộ. Vì vậy, miền Trung có thể tiếp tục hứng thêm các đợt mưa lớn trong thời gian tới. Trong khoảng 2 tuần tới, thời tiết ở Trung Bộ những ngày tới thuận lợi để người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ, đồng thời tăng gia sản xuất trồng các loại cây thu hoạch ngắn ngày. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực sẽ trải qua những ngày cuối tháng 11 trong trạng thái khá ít mưa. Đến nửa đầu tháng 12, mưa gia tăng tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển Nam Bộ.